Vụ tàu cá bị tông chìm, 3 người tử vong khi mắc kẹt trong khoang cá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 10, khi qua vùng biển cách cửa Nhượng của Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 8 hải lý, thì tàu vận tải Trường Thành 168 đã va chạm mạnh với tàu cá mang số hiệu HT902566TS do ông NXT làm thuyền trưởng. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá bị chìm, cả 6 ngư dân trên thuyền bị rơi xuống biển và trong đó 3 người được cứu sống. Mới đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 thuyền viên còn lại trong vụ chìm tàu. Danh tính các nạn nhân được xác định là thuyền trưởng NXT 45 tuổi, TVC 32 tuổi và LVS 34 tuổi cùng chú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 28 tháng 10, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Đại tá Hoàng Viết Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp đưa thi thể 3 nạn nhân vào bờ, 3 người này mắc kẹt trong khoang tàu cá, tìm thấy tại vị trí xảy ra tai nạn. Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tổ chức trục vớt chiếc tàu bị chìm trên biển. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ."